À, kính thưa quý vị đồng hương người Việt tại Hoa Kỳ Trong một thời gian rất là ngắn Cái bệnh Covid-19 Nó đã phát tác tại Hoa Kỳ Và cho đến ngày hôm nay Chỉ sau có 3 tuần, 4 tuần Từ từ con số 150 người bị chết Hiện nay đã lên vượt trên 20 ngàn Đó là một cái đại họa Mà đất nước Hoa Kỳ chúng ta đã phải trải qua Trong thời gian gần đây à, Bởi vậy cho nên cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ Chúng tôi đã phải phát động một chiến dịch quyên góp tiền để mua những cái mặt nạ gửi tặng các bệnh viện, những bệnh viện nào đang bị thiếu hụt trầm trọng. Và cái chiến dịch của chúng tôi mở ra chỉ trong vòng một thời gian rất ngắn thì cái số tiền quyên góp đã lên tới hiện nay đã tới khoảng 40.000 đồng. Và cái mục đích chúng tôi đầu tiên mục tiêu chỉ có 5.000 cái mặt nạ và hiện nay chúng ta đã tiến lên là dự trù mua đến 10 10.000 đến 15.000 cái mặt nạ. Và chúng tôi rất là rất là cảm kích khi nhận được sự ủng hộ tích cực của tất cả quý đồng hương trong một thời gian rất là ngắn và chúng tôi sẽ hứa với đồng hương rằng là số tiền quý quý vị gửi đến cho chúng tôi sẽ được sử dụng hữu ích mua đúng vật liệu cần thiết cho các bệnh viện và sẽ đưa đến các bệnh viện và không suy chuyển một xu nào và chúng tôi rất là cảm ơn là ban tổ chức à, ban điều hành của cái quỹ covid phân này do bà Nguyễn Trà Bi chủ tịch hội đồng chấp hành đã đứng ra điều động mà trong thời gian qua chúng tôi thấy ban này đã làm việc rất là tích cực nhiệt tình thì thay mặt cộng đồng người Việt quốc gia Hoa Kỳ chúng tôi xin gửi đến quý đồng hương lời cảm ơn nồng nhiệt và kính chúc quý vị thoát khỏi cơn đại nạn này toàn thể gia đình của quý vị đều qua khỏi an toàn ở trong cái mùa đại dịch này xin chân thành cảm ơn quý vị.